Xin chào mọi người, lại là Jade đây. Chào mừng mọi người đã quay lại với English with Jade. English with Jade. Theo như Jade thấy á, thì việc theo đuổi con đường tiếng Anh giao tiếp cũng không phải là một việc đơn giản. Tuy nhiên, để cho cái con đường này nó đỡ gập ghềnh hơn thì mọi người có thể xem video ngày hôm nay và có thể luyện tập theo để cho việc sử dụng tiếng Anh của mình, thể hiện cảm xúc của mình được tự nhiên hơn. Chỉ đơn giản bằng cách chúng ta hãy sử dụng thêm những tháng từ interjections. Quan trọng là đừng quên luyện tập thường xuyên nha. Và còn chờ gì nữa, sau đây là 75 tháng từ phổ biến mà bạn có thể áp dụng ngay vào việc giao tiếp mỗi ngày. 75 interjections for you. English with Jade. Khi thấy thích thú, that's nice. Khi mình không tán thành hoặc không tin vào chuyện gì đó, bah, Santa Claus is not real. Khi mình thấy hơi mắc cười một chút, ha, you look silly. Khi muốn thể hiện thái độ thờ ơ, không có để ý, dửng dưng, hờ hững, meh, I'm not impressed. Khi gặp một tình huống xấu, một tình huống khiến bạn chán đời, bạn có thể sẽ thốt lên, trời ơi. Thì mình có thể nói, Oh dear, I forgot my book again. Rồi, cùng luyện tập nha. Khi mình thấy cái gì đó hơi vui vui nè. Rồi. Thấy không có tin chuyện gì đó nè. Muốn thể hiện thờ ơ nè. Thấy thích thú. Rồi. Thấy muốn kêu lên trời đất ơi nè. Khi hiểu ra điều gì, I see what you mean. Chú ý. Behold, the bride comes. Khi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, I know that girl. What's her name? Khi bạn muốn thể hiện là không có gì ấn tượng, không có gì ghê gớm. That's fake. It's clearly photoshopped. Khi mình làm cái gì đó vui mà hay kiểu như con nít, giống như con nít vậy đó. Wee. Giờ là phần thử tài ghi nhớ nè. Khi mà mình cần thời gian để suy nghĩ thì mình dùng. Khi mình hiểu ra chuyện gì đó. Khi mình thấy cái gì đó vui mà theo kiểu như con nít gì đó. Khi mình cần chú ý. Behold. Và khi mà mình thấy chuyện không có ghê lắm, không có gì ấn tượng thì khi muốn bỏ cuộc, I can't do this. Khi muốn nói một điều gì đó đúng. Bingo, you're right. Khi muốn thể hiện mình giận dữ, I'll kill you. Khi bạn vui mừng khôn xiết, Hurrah, we did it. Khi muốn gọi ai một cách kín đáo, Psst, this way, let's go. Và bây giờ là phần thử tài ghi nhớ. Hãy thử xem bạn nhớ được bao nhiêu trên 5 nha. Khi mà mình muốn nói là ai nói đó đúng thì mình sẽ nói, mình muốn kêu ai đó một cách kín đáo. Khi mà mình muốn nhai đầu ai đó. Khi mình muốn thể hiện một niềm hân hoan vô bờ bến. Và khi mà mình muốn bỏ cuộc. Khi bị sốc, I'm being eaten. Khi thấy ngỡ ngàng, Hello, my bag is gone. Khi muốn thể hiện sự đồng ý, Do you agree with me? Khi muốn thể hiện sự khó chịu, sự thất vọng, Sheesh, they didn't hire me. Khi bị đau, Ouch, that's hurt. Luyện tập nào. Khi thể hiện sự đồng ý. Khi bị sốc,
thể hiện sự ngỡ ngàng. Khi bị đau, khi thể hiện sự thất vọng. Khi thấy lưỡng lự. I'm not sure about that. Hoan hô. Bravo. Bravo, we're right. Khi cười nham hiểm. He's gonna eat that. Khi muốn từ bỏ. Busy again. I'll come back later. Khi muốn ra hiệu cho người nào đó im lặng. Be quiet. The baby is sleeping. Giờ luyện tập lại đến rồi đây. Khi mình thấy lưỡng lự. Khi mình muốn hoan hô. Bravo. Khi mình muốn từ bỏ. Khi mình muốn ra hiệu cho ai im lặng. Và cuối cùng, khi mình muốn cười nham hiểm. Bravo. Nếu như bạn thấy hài lòng, thích thú, vui sướng. Ví dụ. This cake is good. Nếu bạn thấy hay ghê. Ew. Ví dụ. Ew, there's a fly in my coffee. Khi bạn hết hồn chút. Ví dụ. Oh, you scared me. Khi muốn thể hiện sự không đồng tình hoặc là no, không phải vậy đâu. Mình có thể sử dụng tsk tsk. Thấy thì lạ đúng không? Nhưng thử cái này coi quen không nè. Ví dụ. Let me teach you how to do that. Và tiếp theo, thay vì yeah, bạn có quyền dùng yeah. Ví dụ. Yeah, it's fine. Cùng nhau luyện tập nha. Khi mà mình thấy cái gì đó thấy ghê nè. Đúng rồi. Ew. Khi mà mình muốn thể hiện sự vui sướng thích thú. Đúng rồi. Thay thế cho yeah, mình có thể nói. Đúng rồi. Yeah. Muốn thể hiện sự hết hồn chút xíu. Đúng rồi. Oh. Muốn nói không phải vậy đâu. Đúng rồi. Khi muốn thể hiện sự ngạc nhiên. Ví dụ. There you are. Khi muốn hù ai đó, ở trong tiếng Việt thì mình sẽ kêu là hù, đúng không? Thì trong tiếng Anh nó gần giống nè. Boo. Canh canh đứa con nít nào đi ngang. Boo. Xong ba má nó quýnh mình te tua luôn. Khi muốn nói không một cách trẻ con thì mình có thể nói nuh. Hoặc nuh. Ví dụ. Nuh, I didn't get it. Khi muốn thể hiện sự ngạc nhiên. Oh. Ví dụ. Oh, amazing. Khi muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Yuhu. Ví dụ. Yuhu, come here. Cùng luyện tập để nhớ lâu hơn nè. Muốn hù ai đó thì mình nói. Đúng rồi. Boo. Muốn thể hiện sự ngạc nhiên. Đúng rồi. Thể hiện sự ngạc nhiên theo kiểu khác nè. Yeah. Oh. Muốn thu hút sự chú ý của ai đó thì sao? Yuhu. Muốn nói không. Đúng rồi. Good job. Khi muốn thể hiện là bạn chợt nhận ra điều gì đó. Aha. Ví dụ. Aha, it's you, right? Khi muốn thể hiện là bạn không chắc lắm, bạn hơi lưỡng lự. I remember the name of the city. Tokyo. Khi bạn nhận ra là bạn vừa làm một cái chuyện gì đó sai lầm nữa rồi. Oops, I did it again. Khi mà bạn muốn đuổi con gì đó đi, kể cả con người. Shoo, shoo. Ví dụ. Shoo, shoo, all of you. I'm busy. Và thay vì nói yes, bạn có thể nói yeah. Ví dụ. Yeah, she's here. Giờ thì luyện tập thôi. Khi mà bạn nhận ra là bạn sắp ăn đòn tới nơi, bạn làm sai cái gì nữa rồi. Đúng rồi. Oops. Khi mà bạn cảm thấy không có nhớ, không có chắc lắm nè. Đúng. Khi mà bạn phát hiện ra cái gì. Đúng rồi. Aha. Khi mà bạn muốn
thay thế cho yes. Thấy nhàm chán muốn nói từ khác thì đúng, yeah. Khi mà bạn muốn đuổi ai đó hoặc là con gì đó đi xa khỏi mình, shoo shoo. Khi mình muốn người nào đó biết là tụi đang có này nha, thì mình có thể sử dụng ahem hoặc là quen lắm nè. Ahem. Ví dụ I'm here, I'm here. Khi muốn thể hiện là mình hơi bị ngạc nhiên. Ví dụ you are right. Khi bạn muốn nói yes một cách nồng nhiệt. Ví dụ yeet. I can't believe I passed my test. Khi bạn muốn thể hiện là thấy ghê quá, ghê. Yuck. Ví dụ yuck, I hate onions. Muốn thể hiện là ui da, đau. Thì ow. Ví dụ ow, you stepped on my foot. Giờ luyện tập đến rồi. Khi mà mình muốn nói ui da, đúng rồi, ow. Khi mà mình muốn nói yes một cách nồng nhiệt, đúng rồi, yeet. Khi mà mình muốn thể hiện sự ngạc nhiên cùng cực, đúng rồi. Khi mà mình muốn nhắc ai đó là tôi có mặt ở đây nghe, đúng rồi. Và khi mà mình muốn nói thấy ghê ghê ghê, đúng vậy, yuck. Khi muốn thể hiện sự phản đối hoặc là hơi thất vọng, ví dụ come on, join us. Khi bạn vừa sợ mà vừa hết hồn, yeek. Ví dụ yeek, it's alive. Khi bạn muốn thể hiện sự chán nản tuyệt vọng, gah. Ví dụ gah, I can't do it. Khi bạn muốn thể hiện là bạn không thích cái gì đó hoặc là khó chịu, bạn sẽ đúng rồi, là khịt mũi á. Ví dụ I don't like that cat. Khi bạn muốn đồng ý hoặc xác nhận điều gì đó, ví dụ can I sit here? Luyện tập nào. Khi bạn muốn thể hiện không thích thì bạn sẽ khịt mũi như thế nào? Đúng rồi. Khi bạn muốn thể hiện là bạn đang sợ sợ. Yeah. Eek. Khi bạn muốn thể hiện là bạn hơi hơi thất vọng nè. Đúng rồi. Khi muốn thể hiện sự bực tức tuyệt vọng. Đúng rồi. Và khi muốn xác nhận hoặc là thể hiện sự đồng ý. Dạ. Hoặc là dễ đúng không? Khi muốn thể hiện sự bực bội tức giận. Ví dụ get off that table. Khi muốn thể hiện sự không đồng tình, khinh thường. Boo. Ví dụ boo, get off. Khi muốn thể hiện sự ngạc nhiên, mừng vui, hân hoan. Hey! Ví dụ hey! Is that for me? Khi muốn thể hiện là mình đang bị đau. Oh! Ví dụ oh my head, it hurts. Khi muốn thể hiện sự khước từ hoặc không đồng tình. Ví dụ do you wanna go with us? Giờ thì luyện tập chút xíu nha. Khi muốn thể hiện là mình bị đau nè. Đúng rồi. Khi muốn thể hiện sự chê bai, không chấp nhận nè. Đúng rồi. Boo. Khi muốn thể hiện sự tức giận, bực bội, phiền phức. Yeah. Khi muốn thể hiện sự hân hoan, vui mừng. Yeah. Hey. Khi muốn thể hiện sự từ chối. Khi muốn thể hiện là mình đón nhận điều gì đó một cách tràn đầy cảm xúc. Ví dụ that's really cute. Khi bạn đang lạnh, bạn đang run rẩy. Ví dụ it's cold in here. Khi cần thu hút sự chú ý của mọi người. Hey. Ví dụ hey everybody, welcome to the show. Khi cần thể hiện sự năn nỉ, van nài. Ví dụ oh please, you must believe me. Khi bạn muốn thể hiện là tôi nghĩ là tôi chuẩn bị tới công chuyện rồi. Ví dụ this is trouble.
Giờ thì hãy cùng nhau luyện tập để có thể sử dụng thành thục hơn nhé. Khi mà mình cảm thấy lạnh thì mình sẽ... Đúng rồi. Khi mà mình muốn thể hiện sự đón nhận nhiều cảm xúc, nồng nhiệt. Đúng rồi. Khi mình cần thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng rồi. Hey everybody. Còn khi mình muốn nói là sắp tới công chuyện rồi đó, chết rồi, vừa làm cái chuyện gì rồi. Còn khi mình muốn van nài nỉ. Đúng rồi. Oh please. Khi bạn muốn thể hiện giống như là chết cha, thì bạn có thể nói oi. Ví dụ oi, I forgot my book. Khi đang nói mà bạn muốn tạm ngưng một chút xíu để bạn có thể suy nghĩ về phần tiếp theo của câu nói chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng ví dụ oh, I know her age. She's 13. Khi bạn thấy ấn tượng, ngạc nhiên. Wow. Ví dụ wow, that's great. Khi bạn muốn ăn mừng giống như là hoan hô, thì mình có thể nói yippee. Ví dụ yippee, we're free. Khi bạn thấy khó chịu, bực bội và không tán thành với một cái ý kiến nào đó hướng về mình, thì mình có thể nói yeah. Ví dụ yeah, I didn't say anything. Luyện tập nào. Khi muốn thể hiện là mình ấn tượng, ngạc nhiên, thì mình sẽ nói đúng rồi, wow. Khi mà mình muốn nói hoan hô. Đúng rồi, yippee. Khi đang nói mà muốn dừng chút xíu để mình suy nghĩ cái phần tiếp theo. Đúng rồi. Khi muốn nói là chết cha hoặc là chết rồi, thì mình sẽ nói đúng rồi, oi. Khi muốn thể hiện là mình không tán đồng với một cái ý kiến nào đó hướng về mình nè. Đúng rồi. Yeah. Khi bạn thấy bất ngờ hoặc thú vị. Gee. Ví dụ gee, that's a great idea. Khi bạn muốn tỏ ý là van xin nài nỉ. Oh please. Ví dụ oh please, you have to believe me. Khi mình thấy nhẹ nhõm, nhẹ lòng nè. Phew. Ví dụ phew, it's over. Khi mà bạn thấy ngạc nhiên quá chừng chừng. Well. Ví dụ well, so you got two jobs. Khi bạn muốn cổ vũ hoặc là chúc mừng chiến thắng. Yay. Ví dụ yay, I have a brother. Giờ thì luyện tập thôi. Khi mà mình muốn cầu xin nài nỉ nè. Đúng rồi. Oh please. Khi mình muốn thể hiện thở vào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Phew. Khi mà mình muốn thể hiện sự ngạc nhiên thú vị. Đúng rồi. Gee. Vậy khi mà mình muốn thể hiện ngạc nhiên ơi là ngạc nhiên nè. Đúng rồi. Well. Khi mình muốn cổ vũ hoặc là mừng chiến thắng. Đúng rồi. Yay. Khi mà mình thấy tiếc, mình thấy tội nghiệp cho một cái người nào đó về một cái sự việc gì đó, thì mình có thể nói oh. Ví dụ oh, that's sad. Khi mà bạn cảm thấy phiền phức vì một cái chuyện mà nó rất là hiển nhiên hoặc nó rất là đơn giản mà cái người đối diện của mình lại thể hiện giống như là không biết á, thì mình sẽ nói Duh. Ví dụ how do we eat this? You open your mouth, you put it in, then you chew. Duh. Em muốn thể hiện sự hân hoan. Ooh. Ví dụ ooh, what a lovely boy. Khi bạn muốn thể hiện cái sự hết hồn hoặc là muốn báo động. Yikes. Ví dụ yikes, he's here. Khi muốn thể hiện với đối phương là ê, thận trọng, từ từ, thì mình nói wow. Ví dụ wow, take it easy. Luyện tập thôi. Khi mà mình muốn đối phương nên thận trọng chút nè, từ nè, thì mình nói đúng rồi, wow. Khi mà mình thấy hết hồn hoặc là muốn báo động thì mình nói đúng rồi, yikes.
khi mà mình muốn thể hiện cái sự tiếc hoặc là tội nghiệp cho một người nào đó. Đúng rồi. Khi mà có ai đó hỏi một cái điều quá là nu nốc thì mình sẽ... Đúng rồi. Duh. Khi mình thấy hân hoan thì mình sẽ nói... Đúng rồi. Vậy là đã xong 75 tháng từ rồi đó. Giờ thì bạn có thể thoải mái áp dụng vào việc nói tiếng Anh mỗi ngày của mình để cho mình nhớ dai hơn nè, và sử dụng chúng ngày càng tự nhiên hơn. Hãy nhanh tay bình luận bên dưới để nói cho Jade và cũng như mọi người biết là những tháng từ nào bạn hay sử dụng ở trong tiếng Việt hàng ngày nhất, những tháng từ nào bạn ít sử dụng nhất, những tháng từ nào đối với bạn là mới mẻ nhất. Và bạn mong muốn được biết thêm về tháng từ nào khác cũng đừng ngần ngại viết bình luận ở bên dưới trên Jade nha. Cảm ơn mọi người đã cùng học 75 tháng từ với Jade. Hẹn gặp lại trong những video về sau nha. Bye bye. Thanks for watching and here are some other videos for you to learn more about English or some new things. Ready? Here we go.